quan chức EU khẳng định xung đột cường độ cao ở châu Âu không còn là viển vông. Nga lên tiếng khi Thụy Sĩ không mời tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Ukraine yêu cầu vận động viên Kiev không bắt tay người Nga ở Olympic Paris. Ukraine phát triển UAV tự động tập kích mục tiêu, sẽ tăng Nga lắp ráp mai rùa chống UAV. Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây, chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất trong 24 giờ qua. Chương trình ngày hôm nay sẽ bao gồm những nội dung sau đây. Phát biểu tại một cuộc họp ở Bỉ ngày 9 tháng 4, đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU Josep Borrell cảnh báo kịch bản một cuộc xung đột quân sự toàn diện ở châu Âu có nhiều khả năng xảy ra. Ông đồng thời cho rằng các quốc gia thành viên không chỉ nên dựa vào Mỹ để bảo vệ an ninh cho chính họ. Một số quan chức châu Âu khác đã cảnh báo về mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ron Saps tuần trước nói rằng thế giới đang chuyển từ trạng thái hậu chiến sang tiền chiến. Trong khi đó, hồi tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cảnh báo châu Âu đang trong thời kỳ trước cuộc chiến. Trong bài phát biểu, ông Borrell nói rằng khả năng xảy ra một cuộc xung đột thông thường cường độ cao ở châu Âu không còn là điều viển vông và EU phải làm mọi cách để tránh kịch bản đó. Nhà ngoại giao hàng đầu của EU cáo buộc Nga đặt mối đe dọa ngày càng tăng đối với lục địa này, viện dẫn cuộc xung đột với Ukraine, đồng thời cáo buộc Moscow đang tìm cách gây bất ổn cho liên minh. Người đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của EU cho biết, mặc dù xung đột quân sự ở châu Âu chưa thể xảy ra vào ngày mai, nhưng người dân ở lục địa này nên hiểu rằng chiếc ô an ninh của Mỹ từng bảo vệ chúng ta trong chiến tranh lạnh và sau đó giờ đây có thể không phải lúc nào cũng mở ra. Ông Borrell nói thêm, nó có thể nhưng tùy thuộc vào người đứng đầu chính quyền Washington. Chúng ta không thể chỉ dựa vào sự hỗ trợ của người Mỹ và khả năng của Mỹ để bảo vệ chúng ta. Ông cho rằng EU đang bị bao quanh bởi một vòng lửa và sự bất ổn. Ông Borrell kêu gọi các quốc gia thành viên tự chủ hơn về an ninh và tăng cường chi tiêu quốc phòng. Theo ông Borrell, mặc dù NATO là không thể thay thế, nhưng châu Âu nên bắt đầu xây dựng cột trụ của riêng mình trong liên minh do Mỹ lãnh đạo. Trong thời gian qua, giới chức NATO nhiều lần cảnh báo về nguy cơ Nga mở cuộc tấn công các thành viên trong khối. Nga nhiều lần bác bỏ điều này, nhấn mạnh kịch bản Moscow tấn công NATO sẽ không mang lại bất cứ lợi ích gì. Trong khi đó, hồi tháng trước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Ross Brower cho biết, Liên minh đã chuẩn bị cho kịch bản một cuộc đụng độ trực tiếp tiềm tàng với Nga. Đô đốc Brower cho biết, NATO đã ý thức được sự thay đổi trong tình hình an ninh năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Năm 2019, NATO bắt đầu thay đổi chiến lược phòng thủ, kế hoạch tác chiến và lực lượng cần thiết để thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan tới an ninh tập thể. Mặt khác, Moscow cho rằng các hoạt động của NATO ở Đông Âu và khu vực Biển Đen tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của nước này. Nga nhận định, diễn biến cho thấy NATO đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Moscow. Hôm 9 tháng 4, hãng tin Reuters dẫn thông báo từ Đại sứ quán Nga ở Thụy Sĩ, cho biết nước này đã không mời Nga tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại thành phố Lucerne của Thụy Sĩ vào ngày 16 và 17 tháng 6 tới. Cũng trong thông báo trên, phía Moscow tuyên bố sẽ không tham gia vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ. Trong cuộc phỏng vấn với đài CNBC, người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Thụy Sĩ Vladimir Kholov nói, phía Thụy Sĩ đã không gửi lời mời Nga tham dự hội nghị. Ngay cả khi chúng tôi nhận được lời mời tham dự một sự kiện như vậy, phía Moscow cũng sẽ không tham gia. Ngoài ra, ông Kholov nói thêm rằng, ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình do ban tổ chức công bố là không phù hợp với quan điểm của chúng tôi. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ sắp tới có thể sẽ quy tụ từ 80 đến 100 quốc gia từ khắp nơi trên thế giới tham dự. Cùng ngày, trong bài phát biểu tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay, Nga và Trung Quốc đồng ý với nhau rằng bất kỳ cuộc họp nào về tình hình Ukraine mà không xét tới lợi ích của Nga sẽ đều vô giá trị. Phía Nga đã từng nói rằng những buổi hội nghị thảo luận về vấn đề Nga-Ukraine nhưng không mời Nga tham gia đều sẽ thất bại. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và lãnh đạo của các nước đồng minh dự kiến sẽ thảo luận về phương án giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine. Đồng thời, hội nghị có thể sẽ bao gồm công thức hòa bình 10 điểm của ông Zelensky. Tổng thống Zelensky từng trình bày một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm,
trong đó nhất quyết không nhường một phần đất nào đang bị Nga kiểm soát, đồng thời yêu cầu Nga phải rút quân. Trước đó ngày 29 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định hội nghị thượng đỉnh hòa bình về vấn đề Ukraine sẽ không thể thành công trừ khi những nền móng căn bản của nó thay đổi, trong đó có việc cho phép Nga tham dự sự kiện. Ông Lavrov cho biết, ở mọi trường hợp, chúng tôi đều sẵn sàng đối thoại miễn là không phải trên công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Lavrov cũng bác bỏ điều khoản bắt Nga phải chịu trách nhiệm cho cuộc chiến nổ ra ở Ukraine từ tháng 2 năm 2022. Ngoại trưởng Nga chia sẻ, làm thế nào một chính trị gia nghiêm túc ở Washington, Brussels, London, Paris hay Berlin có thể nói không có lựa chọn nào khác ngoài công thức của ông Zelensky được. Những tuyên bố trên một lần nữa thể hiện lập trường cứng rắn của Nga trong vấn đề đàm phán hòa bình tại Ukraine, cũng như cho thấy quan điểm trái ngược của hai bên tham chiến về điều kiện kết thúc xung đột. Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 8 tháng 4, đề cập quy tắc ứng xử cho các vận động viên khi gặp những người Nga thi đấu tại Olympic Paris, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Ukraine NOC Vadim Gustay yêu cầu vận động viên không đứng gần, bắt tay hoặc phỏng vấn chung với người Nga thi đấu dưới lá cờ trung lập tại Olympic Paris năm nay. Ông Gustay nói, không chúc mừng lẫn nhau, đương nhiên cũng không đứng cạnh khi chụp ảnh, không phỏng vấn chung và không bắt tay. Tuy nhiên, ông Gustay cũng lưu ý rằng các quy tắc do NOC đề xuất vẫn cần được Ủy ban Olympic Quốc tế IOC chấp thuận và chúng sẽ được phê chuẩn sau khi giải quyết một số vấn đề cuối cùng. Ông cho biết thêm, Ukraine đang thảo luận vấn đề này với những liên đoàn thể thao quốc tế để những vận động viên Ukraine như Ola Khalan không gặp phải những tình huống khó xử. Vận động viên đấu kiếm Khalan của Ukraine từng bị truất quyền thi đấu tại giải vô địch đấu kiếm thế giới năm 2023 do từ chối bắt tay với vận động viên Nga Anna Smirnova. Tuy nhiên, nhờ sự can thiệp của Chủ tịch IOC Thomas Bach, vận động viên Khalan sau đó đã được quay lại giải đấu và được tự động có suất tham dự Olympic Paris năm nay. Liên đoàn đấu kiếm quốc tế FIE sau sự việc này cũng nới lỏng yêu cầu bắt tay giữa các vận động viên. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga ROC Stanislav Polinkov khi đó đã chỉ trích IOC chọn phe. Olympic Paris sẽ diễn ra từ ngày 26 tháng 7 đến ngày 11 tháng 8 năm nay. Vận động viên Nga, Belarus sẽ tham dự với tư cách trung lập cùng điều kiện không có liên hệ với các cơ quan an ninh và không thi đấu các môn đồng đội. IOC không yêu cầu các vận động viên phải ký văn bản lên án chiến sự Nga-Ukraine. Các vận động viên mang quốc tịch Nga, Belarus cũng chỉ được dự lễ khai mạc Olympic, không được tham gia diễu hành. Trong trường hợp vận động viên hai nước giành huy chương vàng, quốc ca Nga, Belarus cũng không được phát mà ban tổ chức sẽ phát bản nhạc được sáng tác riêng. Trước đó hôm 28 tháng 3, khi thăm trung tâm huấn luyện thể thao tại Kiev, thị trưởng Paris Anne Hidalgo nói rằng vận động viên Nga, Belarus không được chào đón tại Olympic. Bà Hidalgo nói, tôi muốn nói với vận động viên Nga và Belarus rằng họ không được chào đón ở Paris. Tôi cũng muốn nhắn nhủ đến các vận động viên cũng như tất cả người dân Ukraine rằng chúng tôi ủng hộ họ rất mạnh mẽ. Trước lập trường không thân thiện với vận động viên Nga và Belarus của thị trưởng Hidalgo, Moscow đã lên tiếng chỉ trích và dọa tẩy chay hàng hóa Pháp. Trong một cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 4, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Katerina Chernohorenko cho biết, mẫu thiết bị bay không người lái UAV mới của nước này sử dụng hệ thống dẫn đường, thông qua nhận diện hình ảnh, cho phép nó có thể tự động săn tìm và tập kích mục tiêu. Bà Chernohorenko cho hay, nó dựa trên công nghệ điều hướng khớp ảnh, chúng tôi cũng gọi nó là công nghệ nhắm mục tiêu ở km cuối, trong đó UAV tự lao vào mục tiêu dựa trên hình ảnh được nạp sẵn. Theo quan chức Ukraine, tổ lái sẽ phóng và điều khiển chiếc UAV một cách bình thường cho đến khi nó đến gần mục tiêu trong phạm vi bán kính hơn 1 km. Khi đó, công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trên hệ thống dẫn đường sẽ chiếm quyền vận hành và tự động lái chiếc UAV lao vào mục tiêu. Nhờ công nghệ này, UAV cảm tử của Ukraine sẽ khó bị tác chiến điện tử của Nga đánh chặn hơn, cũng như có thể được triển khai từ xa tiền tuyến hơn. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine nói, thách thức lớn nhất với UAV Ukraine là hơn 1 km cuối, khu vực thường có nhiều hệ thống gây nhiễu được triển khai. UAV của chúng tôi giờ sẽ hoạt động hiệu quả hơn khi có thể tự động lao vào mục tiêu mà không cần người điều khiển. Bà Chernohorenko cho biết dự án phát triển mẫu UAV này đang được Ukraine tiến hành dưới hình thức liên doanh với các thành viên trong Liên minh UAV do Anh, Latvia dẫn đầu và đã nhận được hơn 250 triệu đô la Mỹ hỗ trợ tài chính từ nhóm. Khoảng một nửa số tiền Liên minh huy động đang được sử dụng để mua UAV có sẵn cho Ukraine, nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong việc bù đắp thiếu hụt đạn dược trên chiến trường.
Ukraine gần đây đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực UAV và đã đạt được nhiều tiến bộ về công nghệ. Trước đó, hôm 2 tháng 4, Kiev triển khai UAV tập kích các nhà máy ở Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga, khu vực nằm cách biên giới với Ukraine hơn 1.100 km. Đây là đòn tập kích bằng UAV xa nhất từ trước tới nay của Ukraine, cho thấy Kiev đã phát triển hoặc được chuyển sang mẫu UAV có tầm hoạt động xa hơn trước, có thể nhắm vào các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga. Một nguồn tin có liên hệ với chương trình UAV của Ukraine cho biết, trong các cuộc tấn công gần đây vào hạ tầng đối phương, nước này đã sử dụng các mẫu UAV có tầm bay xa và trang bị tính năng hiện đại hơn. Một số thậm chí bắt đầu được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo dạng cơ bản để hỗ trợ quá trình điều hướng và giảm nguy cơ bị tắc chiến điện tử gây nhiễu. Trong khi đó, ngày 9 tháng 4, quân đội Nga đã công bố một video cho thấy quân nhân nước này đã lắp ráp mái giống Myra, phủ kín xe tăng nhằm bảo vệ phương tiện trước đòn tập kích của UAV Ukraine. Theo đó, một xe tăng chủ lực Nga lắp ráp phủ kín toàn bộ phương tiện, chỉ để chừa phần mặt trước. Chiếc xe tăng này dẫn đầu mũi xung kích với 3 phương tiện chiến đấu lắp ráp lồng trên nóc để chống UAV của Ukraine. Một video khác quay cận cảnh chiếc xe tăng được lắp ráp mai rùa trong Gaza, cùng với bộ cày mìa phía trước, cho thấy phương tiện này nhiều khả năng được sử dụng để rà phá bom mìn. Hoạt động rà phá bom mìn buộc xe tăng phải dẫn đầu đoàn xe với tốc độ chậm, khi nó trở thành mục tiêu hàng đầu của UAV đối phương và dường như là lý do lính Nga lắp ráp mai rùa cho xe. Biên tập viên Tyler Rogoway của TVKZ nhận định, chưa có nhiều thông tin về loại giáp này cũng như mẫu xe tăng được lắp. Tuy nhiên, giáp Myra bao phủ gần như toàn bộ xe tăng và hạn chế đáng kể năng lực nhận thức tình huống, phạm vi bắn và khả năng cơ động của phương tiện. Giáp Myra được ví như bản nâng cấp cao nhất của giáp lồng, vốn được quân đội nhiều nước sử dụng để đối phó UAV thả đạn hoặc tên lửa chống tăng có khả năng đột nóc, nhắm vào phần được bảo vệ kém nhất trên phương tiện.